Thổ Nhĩ Kỳ tên chính thức là nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia xuyên lục địa, phần lớn nằm tại Tây Á và một phần nằm tại Đông Nam Âu. Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới với 8 quốc gia, đó là Bulgaria, Hy Lạp, Georgia, Armenia, Iran, Azerbaijan, Iraq và Syria. Biển Địa Trung Hải nằm ở phía nam, biển Aegean nằm ở phía tây và biển Đen ở phía bắc. Ngoài ra còn có biển Marmara, các eo biển Bosphorus và Dardanelles, phân chia ranh giới giữa phần lãnh thổ châu Âu và châu Á. Do vị trí nằm tại nơi giao cắt giữa lục địa Á-Âu, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng chiến lược đáng kể. Vùng đất của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây, sau khi bị Alexander Đại Đế chinh phục, khu vực bị Hy Lạp hóa, quá trình này tiếp tục dưới sự cai trị của đế quốc La Mã, rồi tiếp theo là đế quốc Byzantine. Người Thổ Seljuk bắt đầu di cư đến khu vực, khởi đầu cho quá trình Thổ Nhĩ Kỳ hóa. Từ cuối thế kỷ 13, người Ottoman thống nhất Anatolia và thiết lập một đế quốc bao gồm nhiều lãnh thổ rộng lớn, trở thành một cường quốc chủ yếu tại Âu Á và Châu Phi. Trong thời kỳ đầu hiện đại, đế quốc đạt đến đỉnh cao quyền lực trong thế kỷ 15-17. Và đế quốc Ottoman tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ nhất trong Liên minh Trung Tâm, nhưng cuối cùng đã chiến bại. Về chính trị, từ khi hình thành vào năm 1923, nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ phát triển một truyền thống mạnh mẽ về chủ nghĩa thế tục. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia. Tổng thống hiện được bầu cho một nhiệm kỳ 5 năm thông qua bầu cử trực tiếp. Phổ thông đầu phiếu cho cả hai giới được áp dụng trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1933. Và mọi công dân Thổ Nhĩ Kỳ sang tuổi 18 đều có quyền bỏ phiếu. Trong ngoại giao, một trong những phương diện mang tính quyết định khác trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là liên minh chiến lược quốc gia với Hoa Kỳ. Mối đe dọa chung từ Liên Xô trong chiến tranh lạnh khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thành viên của NATO vào năm 1952, đảm bảo quan hệ song phương mật thiết với Washington. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ nhận được hỗ trợ về chính trị, kinh tế và ngoại giao của Hoa Kỳ, bao gồm trong các vấn đề chủ chốt như việc Thổ Nhĩ Kỳ ứng cử gia nhập EU. Quốc gia này chia sẻ di sản văn hóa và ngôn ngữ chung với Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Uzbekistan. Điều này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ khoát trương quan hệ kinh tế và chính trị sâu vào Trung Á. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng vũ trang thường trực lớn thuộc top trong NATO sau quân đội Hoa Kỳ. Mọi nam công dân Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện được yêu cầu phục vụ quân đội trong một giai đoạn kéo dài từ 3 tuần đến 1 năm, tùy theo giáo dục và công việc, và chính phủ không cung cấp một thay thế dân sự cho nghĩa vụ quân sự. Về địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia liên lục địa Á-Âu. Phần lãnh thổ thuộc châu Á chiếm đến 97% diện tích toàn quốc, tách khỏi phần lãnh thổ thuộc châu Âu qua eo biển Bosphorus, biển Marmara và eo biển Dardanelles. Lãnh thổ thuộc châu Âu chỉ chiếm khoảng 3% diện tích toàn quốc. Diện tích của Thổ Nhĩ Kỳ gồm cả mặt hồ là hơn 780.000 cây số vuông và là quốc gia lớn thứ 37 trên thế giới xét theo diện tích. Phần thuộc châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới với Hy Lạp và Bulgaria. Thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay là Ankara, nhưng thủ đô lịch sử là Istanbul vẫn là một trung tâm văn hóa, kinh tế và tài chính quan trọng của đất nước. Về kinh tế, các lĩnh vực chính đóng góp cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ như là công nghiệp sản xuất ô tô, xuất khẩu, đóng tàu, ngân hàng hay xây dựng. Du lịch của đất nước cũng tăng trưởng nhanh chóng trong hai thập niên trở lại đây và tạo thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Mỗi năm có đến hàng chục triệu du khách ngoại quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, biến quốc gia này trở thành địa điểm du lịch quốc tế phổ biến trên thế giới. Đầu thế kỷ 21, lạm phát cao kinh niên được đưa vào kiểm soát. Điều này dẫn đến chính phủ phát hành đơn vị tiền tệ mới là lira mới vào năm 2005 để củng cố thành tựu của cải cách kinh tế và xóa những vết tích của một nền kinh tế đầy bất ổn. Đây là một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Trung Đông, an ngữ cửa ngõ đông nam của châu Âu. Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đều giữ vai trò đáng kể đối với các cuộc xung đột ở khu vực, từ xung đột giữa Nga, Ukraine đến gần đây là xung đột Israel-Hamas. Với chính sách ngoại giao khôn khéo, Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang tận dụng các cuộc xung đột này để đạt được các mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự cho mình. Thổ Nhĩ Kỳ có dân số khoảng 85 triệu người, gần 3/4 trong đó cư trú tại thành thị. Các nhóm thiểu số như người Armenia, người Hy Lạp và người Do Thái. Các dân tộc khác gồm có người Albania, người Ả Rập, người Bosnia, người Georgia, người Ba Tư hay người Dagestan. Người Kurd là một dân tộc riêng biệt, tập trung chủ yếu tại các tỉnh đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là nhóm thiểu số lớn nhất và chiếm khoảng 18% dân số toàn quốc. Ngôn ngữ chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của khoảng 85% dân số. Khoảng 12% dân số nói tiếng Kurd như tiếng mẹ đẻ, một bộ phận nhỏ nói tiếng Ả Rập. Về tôn giáo, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia thế tục, không có quốc giáo chính thức. Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ quy định về tự do tôn giáo và lương tâm. Vị thế của tôn giáo đã là một vấn đề tranh luận trong nhiều năm, kể từ khi các chính đảng Hồi giáo hình thành. Hồi giáo là tôn giáo chiếm ưu thế tại Thổ Nhĩ Kỳ, với 99,8% cư dân đăng ký là tín đồ Hồi giáo. Trong đó, giáo phái phổ biến nhất là phái Hanafi của dòng Hồi giáo Sunni. Hiện nay có hơn 120.000 người là tín đồ của các giáo phái Cơ Đốc giáo khác nhau, chiếm dưới 0,2% cư dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, ước tính có 80.000 tín đồ
đồ chính thống giáo cổ Đông Phương, 35.000 tín đồ Công giáo La Mã. Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng, là một sự pha trộn của các yếu tố khác nhau đến từ văn hóa và truyền thống từ thời Anatolia, thời Đế quốc Ottoman, tiếp nối văn hóa Hy Lạp và Hồi giáo và cả văn hóa phương Tây, bắt đầu khi Ottoman Tây hóa và tiếp tục cho đến nay. Nguồn gốc của sự pha trộn này bắt đầu khi dân tộc và văn hóa Thổ tiếp xúc với văn hóa của các dân tộc cư trú trên hành trình mà họ di cư từ Trung Á về phía Tây. Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ được cho là một trong các nền ẩm thực nổi tiếng nhất trên thế giới. Sự phổ biến của nó phần lớn là do ảnh hưởng của văn hóa Ottoman và một phần là nhờ ngành du lịch có quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay phần nhiều là sự kế thừa của di sản ẩm thực Ottoman, một sự hợp nhất và chất lọc các nền ẩm thực Trung Á, vùng Caucasus, Trung Đông, Địa Trung Hải và Balkan. Do vị trí địa lý nằm giữa phương Đông và Địa Trung Hải đã giúp cho người Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn kiểm soát các tuyến đường mậu dịch lớn và có một môi trường lý tưởng cho thực vật và động vật phát triển. Đế quốc Ottoman đã từng trải rộng từ Áo đến Bắc Phi, sử dụng các đạo lộ và thủy lộ của mình để nhập khẩu các nguyên liệu ngoại lai từ khắp nơi trên thế giới. Từ khi đế quốc sụp đổ trong chiến tranh thế giới thứ nhất và nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập, các thực phẩm ngoại quốc và thức ăn nhanh phương Tây trở thành đồ ăn thường nhật của người Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay khi nói đến ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ thì bánh mì kebab sẽ là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất. Bánh mì có hình tam giác với một cạnh được bo tròn, tương tự như một miếng bánh pizza lớn. Ngoài bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ còn có những đặc sản về ẩm thực khác như bánh pide, súp koba, khoai tây nướng kumper. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một phần quan trọng của văn hóa ẩm thực và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ở Thổ Nhĩ Kỳ còn có một trong những mạng lưới thị trấn dưới lòng đất lớn nhất trên thế giới, đặc biệt là ở vùng Cappadocia. Những thị trấn này được xây dựng hàng nghìn năm trước để bảo vệ người dân khỏi các cuộc xâm lược. Thị trấn Derinkuyu, một trong những thị trấn dưới lòng đất lớn nhất, có thể chứa đến 20.000 người cùng lúc, với đầy đủ tiện nghi như nhà thờ, kho chứa thực phẩm và hầm rượu. Hoa tulip từng là biểu tượng hoàng gia trong thời kỳ đế chế Ottoman và được xuất khẩu sang Hà Lan vào thế kỷ 16, từ đó trở thành biểu tượng của đất nước này. Có thể là khi nhắc đến thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, không ít người sẽ làm tưởng đó là Istanbul. Mặc dù Istanbul là thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thủ đô chính thức của đất nước này là Ankara. Sau khi thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923, Mustafa Kemal Atatürk đã chọn Ankara làm thủ đô vì vị trí trung tâm và mang tính chiến lược cao hơn, giúp đất nước có thể bảo vệ tốt hơn khỏi các cuộc tấn công từ biển. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.